Rồi, yêu cầu chúng ta là số thí nghiệm tạo ra chất kết tủa. Chúng ta khảo sát thí nghiệm A này. Cho CO2 đến dư, CO2 dư vào thằng này. Thì đây nó sẽ tạo ra muối axit BaH CO3 tất cả hai. Như vậy thằng này sai. B. Sụp từ từ CO2 đến dư vào thằng này. Thì bản chất ở đây là CO2 sẽ đi tác dụng với nước và đi tác dụng với AlO2 trừ để tạo thành AlOH 3 lần kết tủa màu trắng keo. Do CO2 dư thì ở đây nó sẽ tạo ra muối axit là HCO3 trừ. Trong trường hợp này có tủa. C. C thì chắc chắn có tủa, đó là H kết hợp với OH để tạo ra nước. Na kết hợp với CO3. Ca kết hợp với CO3 tạo ra cái tủa màu trắng. D. Ở đây tủa ở đây là Ag cộng với Fe3 cộng. Như vậy nó tạo thành cái tủa Ag cộng cho muối sắt 3. Và cuối cùng, lưu ý đây là khi cho Mg vào muối sắt 3 dư, muối sắt 3 dư thì Mg tan hết. Như vậy nó tạo thành MgCl2 cộng cho FeCl2. FeCl2 và FeCl3 không vượt với nhau, như vậy không có tủa. Như vậy trong trường hợp này có 3, chọn có đúng là câu B.